chỉ 10 tên lửa sẽ xóa sổ tiền đồn của Trung Quốc ở Biển Đông. Bắc Kinh đang xây dựng một loạt tiền đồn trên các đảo và bãi cạn chiếm đóng bất hợp pháp ở Biển Đông, tạo điều kiện hoạt động cho máy bay có người lái và không người lái, vệ tinh do thám, tàu nổi và tàu ngầm. Các tiền đồn quân sự kể trên nằm trong một phần kế hoạch xây dựng xích tử thần nhằm giúp Trung Quốc tăng cường sự hiện diện quân sự trên Biển Đông, qua đó củng cố yêu sách chủ quyền phi lý ở hầu hết khu vực dầu tài nguyên và thủy sản này. Trong trường hợp xảy ra chiến tranh, xích tử thần của Trung Quốc có thể xác định vị trí và theo dõi tàu đối phương, đặc biệt là tàu sân bay, sau đó tấn công và đánh chìm. Trên thực tế, các đảo nhân tạo này được xem như tàu sân bay trực chiến 24 trên 24 giờ và suốt 365 ngày trong năm. Tuy nhiên, theo tạp chí The Week, các tiền đồn này sẽ chỉ tồn tại được vài giờ nếu xảy ra xung đột thực sự. Nằm cách Trung Quốc khoảng 1.190 km Đá chữ thập là nơi đang được Bắc Kinh đầu tư quân sự nhiều nhất nhờ vị trí gần như ở giữa biển Đông. Ngoài ra Bắc Kinh còn bồi đắp trái phép hàng loạt các bãi đá ngầm và đảo như đá Châu Viên, đá Gạc Ma và đảo Phú Lâm. Năm 1988 khi chiếm được đá chữ thập bằng vũ lực, quân đội Trung Quốc xây một pháo đài nhỏ có binh sĩ đồn trú, một bến tàu, bãi đáp trực thăng và một vài khẩu súng phòng không trên lô cốt bằng bê tông đến năm 2011, nơi này trở thành một trụ sở chỉ huy chính và phát triển thành một căn cứ quân sự thực thụ gồm cả nhà kính trồng rau để cung cấp cho binh sĩ. Theo tạp chí quốc phòng ISS Change, đầu năm nay Philippines bắt đầu báo động về việc Trung Quốc mở rộng đá chữ thập. Từ diện tích nhỏ bé ban đầu 90 x 90 m trong vòng 3 tháng, đá chữ thập đã được mở rộng lên tới 100.000 m2, với chiều rộng từ 200 đến 300 m trong vòng 3 tháng. Diện tích này đủ để xây dựng một đường băng hoàn chỉnh dài 3 km, phục vụ được hầu hết máy bay của Hải quân Trung Quốc. Sắp tới tại đây có thể xây thêm nhà chứa máy bay, cơ sở bảo dưỡng, doanh trại, bồn chứa nhiên liệu, hầm đạn dược và cảng nhân tạo để tiếp đón tàu dầu, tàu tiếp liệu và tàu hải quân. Đặc biệt đường băng nêu trên sẽ thành nơi hoạt động của máy bay không người lái làm nhiệm vụ do thám trên biển trong thời bình các tiền đồn như đá chữ thập giúp bắc kinh giám sát biển đông cũng như theo dõi các nước láng giềng đang tranh chấp lãnh thổ với mình chúng cũng tỏ ra hữu ích trong một cuộc chiến tranh lớn đó là giúp đánh chìm một tàu lớn như tàu sân bay của mỹ trong trường hợp trung quốc lắp đặt các hệ thống tên lửa phòng không trên đảo nhưng thời gian để chúng tồn tại khi xảy ra xung đột hết sức ngắn ngủi chỉ tính bằng ngày nếu không muốn nói là giờ máy bay đối phương có thể dễ dàng xác định vị trí của hòn đảo để đánh bom trong khi nó không có khả năng di chuyển như tàu chiến hoặc tàu sân bay. Ngay cả tàu ngầm tên lửa hành trình lớp Ohio USS Michigan đang hoạt động trong hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cũng thừa khả năng phá hủy căn cứ không quân trên đá chữ thập trong vòng vài phút. Chỉ cần 10 tên lửa hành trình Tomahawk đi dội xuống, toàn bộ máy bay, radar, tháp điều khiển, kho chứa nhiên liệu trên đảo sẽ tan tành sắc pháo. USS Michigan trang bị đến 154 tên lửa Tomahawk, hay đơn giản hơn, lực lượng đổ bộ của Mỹ lên đảo và lấy hết các tên lửa của Trung Quốc. Khóa biển Đông, Trung Quốc mở đường cho hạm đội tàu ngầm. Đây là một phần trong kế hoạch hiện thực hóa tham vọng hất cảng hải quân Mỹ khỏi khu vực chiến lược của Bắc Kinh. Nguyên nhân dẫn đến tranh chấp trên biển Đông vốn được coi là nguồn cá, dầu khí, tự do hàng hải, tuy nhiên có thể còn một yếu tố khác khiến khu vực này đặc biệt quan trọng đối với Trung Quốc, đó là dọn đường cho hạm đội tàu ngầm nước này. Theo cây bút Andrew Brown của WSG, đối với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, việc bồi đắp và cải tạo quy mô lớn tại biển Đông còn có nguyên nhân xuất phát từ cái gọi là giấc mơ Trung Hoa. Sau khi lên nắm quyền năm 2012, nhiệm vụ trung tâm của ông Tập là đưa Trung Quốc trở thành nước lớn ngang tầm với Mỹ, từ đó triển khai sức mạnh quân sự ở vùng biển lân cận và xa hơn nữa. Chính vì vậy, ông tập cho xây đảo nhân tạo ồ ạt trên các bãi đá ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Theo Nikkei Asian Review, Trung Quốc đang đặt căn cứ tàu ngầm hạt nhân tại đảo Hải Nam, gồm 4 chiếc được trang bị để phóng tên lửa đạn đạo. Tàu ngầm hạt nhân được coi là vũ khí phản kháng của Trung Quốc nếu cuộc chiến hạt nhân nổ ra. Trung Quốc đang đóng tàu ngầm lớp Jin mới và muốn hoàn thành 3 tàu loại này trước năm 2020. Bắc Kinh cũng có kế hoạch triển khai một trong số đó ở Biển Đông. Cây bút green England của Washington Post đánh giá tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc không có giá trị thực tiễn trong tranh chấp với các nước nhỏ như Việt Nam và Philippines. Có thể nói, mục đích gần như duy nhất của chúng là ngăn chặn tấn công từ Mỹ hay đối trọng với vũ khí hạt nhân của Ấn Độ. Brad Grossman, công tác tại văn phòng Honolulu của Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế cho rằng một trong những lý do khiến Trung Quốc ra yêu sách chủ quyền với hầu hết diện tích Biển Đông là mong muốn đẩy hải quân Mỹ ra khỏi khu vực. Đường bờ biển Trung Quốc bao quanh bởi biển Hoàng Hải, biển Hoa Đông và biển Đông. Điều này có nghĩa là muốn đến Thái Bình Dương và xa hơn thì tàu Trung Quốc phải đi qua những eo biển tương đối hẹp được bao quanh bởi Nhật Bản, Philippines, Singapore, Malaysia hay Indonesia. Ngay cả trước khi Mỹ cân nhắc về việc tuần tra xung quanh các đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng tại Biển Đông, thì Bắc Kinh đã cho rằng tàu thuyền và máy bay Mỹ thường xuyên theo dõi tàu ngầm Trung Quốc. Gu Xikun, chủ tịch của Viện Nghiên cứu Biển Đông tại Trung Quốc vào hôm 14 tháng 5 nói rằng Bắc Kinh rất lo ngại về việc Mỹ thu thập tình báo ở Biển Đông. Bắc Kinh hồi tháng 3 năm 2009 từng cáo buộc tàu Mỹ USNS Impercable vì phạm luật quốc tế và do thám hoạt động tàu ngầm của Bắc Kinh sau khi lầu năm góc tố năm tàu Trung Quốc quấy rối tàu nước mình vấn đề của trung quốc là tàu ngầm hạt nhân nước này quá ồn ào để có thể tránh bị phát hiện tàu ngầm trung quốc không thể nằm mãi ở bến cảng vì nếu bất ngờ có khủng hoảng bắc kinh sẽ trở tay không kịp họ cũng không thể để tàu ra biển vì quân đội mỹ có thể sẽ theo dõi nhất cử nhất động vì vậy bắc kinh phải tìm ra cách hợp lý để tàu ra biển tuần tra mà không dễ bị phát hiện bằng cách hiện thực hóa yêu sách bắc kinh sẽ kiểm soát phần lớn diện tích biển đông và có thể ngăn cản tàu thuyền nước khác vào khu vực tàu ngầm Trung Quốc dễ dàng ra vào Thái Bình Dương mà không quá lộ liễu, từ đó ngăn chặn được nguy cơ bị do thám. Glosserman khẳng định như vậy. Quan chức quốc phòng và ngoại giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh không có ý định hạn chế tàu thuyền và các chuyến bay qua khu vực, miễn là những việc này phù hợp với luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, Jubo, một quan chức ở văn phòng đối ngoại của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhận xét rằng Bắc Kinh và Washington vẫn có thể bất hòa vì hai nước có cách lý giải luật pháp quốc tế về vấn đề này khá khác nhau. Thông giao, một nhà phân tích tại trung tâm Carnegie Tsinhua về chính sách quốc tế ở Bắc Kinh cho rằng Trung Quốc có thể đã quyết định thực hiện chính sách thành lũy ở Biển Đông. Bắc Kinh muốn biến Biển Đông thành ao của Trung Quốc được bảo vệ bởi tàu nổi và máy bay. Nhờ đó, tàu ngầm có không gian để thoải mái di chuyển. Giao nói như vậy. Bắc Kinh đang tìm cách triển khai thêm tàu sân bay Dường như để tăng cường khả năng phòng thủ ở Biển Đông, ngăn chặn chiến đấu cơ và máy bay tuần tra Mỹ tiến gần đến khu vực, từ đó củng cố thành lũy của mình. Tuy nhiên, tàu sân bay có thể bị lực lượng đối phương tấn công, vì vậy Trung Quốc đang suy tính coi đường băng nước này xây dựng tại đảo nhân tạo ở Biển Đông như một tàu sân bay không thể chìm. Thực tế, 80% thương mại nước ngoài của Trung Quốc và khoảng một nửa vận chuyển dầu toàn cầu đi qua Biển Đông tiếp giáp vùng biển này cũng là những nước láng giềng sẵn lòng mở cửa cho hoạt động hải quân của Mỹ và Ấn Độ. Nếu muốn ngăn không cho Mỹ và hải quân các nước khác tiếp cận khu vực, thì Bắc Kinh phải bỏ ra chi phí lớn để triển khai nhiều tàu nổi thương đến khu vực. Giao nói, tại nơi có nhiều tàu thuyền di chuyển như Biển Đông thì việc này sẽ làm gia tăng nguy cơ đối đầu giữa các nước. Biển Đông ngày càng trở nên đông đúc. Mỹ sẽ tiếp tục tuần tra biển Đông bất chấp Trung Quốc. Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Daniel Russell ngày 21 tháng 5 khẳng định máy bay trinh sát của nước này ở biển Đông là hoàn toàn thích đáng, hải quân Mỹ và máy bay quân sự sẽ tiếp tục thực hiện trọn vẹn quyền hoạt động trong các vùng biển và không phận quốc tế, hãng tin Reuters đưa tin. Ông Russell cho rằng Mỹ thậm chí còn có thể tiến xa hơn để bảo đảm tất cả các nước có thể đi lại ở các vùng biển và không phận quốc tế. Mỹ tin rằng mọi nước và người dân đều có quyền tiếp cận vùng biển và không phận quốc tế. Ông Rousseau nói, chẳng ai có lý trí mà lại cố gắng ngăn chặn hải quân Mỹ hoạt động, đó không phải là điều khả thi. Trước đó, đoạn video do CNN công bố cho thấy hải quân Trung Quốc liên tiếp yêu cầu máy bay tuần tra P8A Poseidon của Mỹ rời khỏi khu vực biển Đông, nơi Bắc Kinh đang xây dựng các đảo nhân tạo. Đáp lại, các phi công Mỹ đều khẳng định họ đang bay trong không phận quốc tế. Các chuyên gia an ninh lo ngại Bắc Kinh có thể chuẩn bị áp đặt vùng nhận dạng phòng không ở biển Đông. Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết, không có thông tin về sự kiện hải quân nước này chặn máy bay Mỹ, bày tỏ hy vọng các nước có liên quan tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Lê Hải Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị các nước có đóng góp trách nhiệm và tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định an ninh và an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Việt Nam cũng khẳng định có đầy đủ cơ sở pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như Trường Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia đối với các vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình phù hợp với các quy định trong công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 UNCLOS. Tàu Mỹ tuần tra không phải ăn miếng trả miếng Trung Quốc. Trao đổi với báo giới, ông Jonathan Odom nhấn mạnh rằng Mỹ luôn duy trì sự hiện diện liên tục tại Biển Đông, thường xuyên có các tàu đến thực thi nhiệm vụ tại các khu vực phù hợp với luật pháp quốc tế. Sau đây là cuộc trao đổi của ông với báo giới. Tàu USS Fort Worth đã đến gần các đảo mà Trung Quốc đang cải tạo đến mức nào và tại sao? Tôi sẽ không nói về hoạt động của một tàu cụ thể, mà khẳng định các hoạt động của tàu đều tuân thủ luật pháp quốc tế. Các đảo này là nhân tạo. Theo UNCLOS, là không thể có vùng lãnh hải 12 hải lý nên tàu Mỹ có thể thực hiện các hoạt động cần thiết tại vùng biển này, hơn nữa đây là vùng biển quốc tế mà các tàu đều có quyền đi qua. Mỹ có thấy cần tăng cường hoạt động này để bắt kịp với tốc độ cải tạo đảo của Trung Quốc tại biển Đông? Đây không phải là chuyện ăn miếng trả miếng mà là Mỹ làm rõ lợi ích của mình ở khu vực này, trong đó có việc đảm bảo tự do hàng hải. Do đó, nếu có một quốc gia gây cản trở tự do hàng hải bằng những hoạt động không phù hợp với công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982, chúng tôi phải tiến hành những biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích về tự do hàng hải của mình. Các hoạt động này của Mỹ trên biển Đông có phải là để kiểm tra và tính toán năng lực của hải quân Trung Quốc? Chính phủ Mỹ không có trách nhiệm kiểm tra Trung Quốc. Chúng tôi hoan nghênh sự trỗi dậy hòa bình của Bắc Kinh và hiểu rằng khi một quốc gia phát triển về kinh tế sẽ có nhu cầu đầu tư mạnh hơn vào quốc phòng không ai thách thức năng lực của Trung Quốc trong việc tăng cường quy mô hay chuyên nghiệp hóa quân đội. Thậm chí chúng tôi hoan nghênh quân đội Trung Quốc càng trở nên chuyên nghiệp càng tốt, nhưng dù thế nào chúng tôi vẫn khuyến khích các quốc gia hành động đúng với luật pháp và thông lệ quốc tế. Có ý kiến cho rằng việc Mỹ tăng cường các hoạt động bảo vệ lợi ích tự do hàng hải của mình ở Biển Đông có thể khiến Trung Quốc khó chịu. Trước hết, mục tiêu bảo vệ lợi ích tự do hàng hải của Mỹ được thực hiện trên toàn cầu. Chúng tôi phản ứng trước các tuyên bố chủ quyền trên biển của nhiều quốc gia nếu thấy không phù hợp với UNCLOS không chỉ ở riêng châu Á-Thái Bình Dương. Một nguyên tắc nữa là Mỹ phản ứng trước các tuyên bố chủ quyền quá mức của bất cứ quốc gia nào, đồng minh, đối tác, đối thủ cạnh tranh hay kẻ thù tiềm năng. Chúng tôi không đánh lẻ quốc gia nào. Mỹ muốn nhấn mạnh việc tuân thủ luật pháp quốc tế trên biển. Có những tuyên bố chủ quyền trên biển đã được các quốc gia đưa ra trước khi có UNCLOS năm 1982. Mỹ sẽ hỗ trợ các quốc gia này trong việc hoàn thiện pháp luật quốc gia của họ sao cho phù hợp với các quy định của UNCLOS và nhiều quốc gia đã làm như vậy nhưng khi có một quốc gia không xem xét điều chỉnh các tuyên bố chủ quyền trên biển của mình cho phù hợp với unclos chúng tôi trước hết sẽ phản ứng bằng các biện pháp ngoại giao sau đó là tiến hành các biện pháp đảm bảo tự do hàng hải trong các vùng biển phù hợp với quy định của unclos các biện pháp này đều được công khai hàng năm trên trang web của bộ quốc phòng mỹ đều công bố danh sách các quốc gia ven biển có những tuyên bố chủ quyền trên biển mà mỹ đã phản ứng cùng với các biện pháp mà chúng tôi đã sử dụng để thể hiện phản ứng của mình Ngoài UNCLOS, Mỹ cũng khuyến khích các quốc gia ven biển thể hiện các tuyên bố chủ quyền của mình phù hợp với các khuôn khổ luật pháp quốc tế khác, trong đó có Hiến chương Liên hợp quốc. Theo đó, các quốc gia cần tìm cách giải quyết các tranh chấp chủ quyền thông qua các biện pháp hòa bình, thông qua đàm phán hoặc cơ quan trọng tài, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Theo ông, đâu là mối đe dọa lớn nhất đối với tình hình tại biển Đông hiện nay? Tôi sẽ không xếp hạng nhất nhì nhưng muốn nhấn mạnh rằng tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng khi một hoặc nhiều quốc gia có sự hiểu nhầm tính toán sai khiến một tình huống căng thẳng vượt tầm kiểm soát dẫn đến việc sử dụng vũ lực các nước đều có lý do để đưa ra các tuyên bố chủ quyền của mình và hẳn đều không muốn xung đột nhưng trên thực địa khó mà dự đoán các tình huống va chạm giữa các tàu vì thế chúng tôi muốn các quốc gia cố gắng hết sức tránh những hiểu nhầm và tính toán sai đồng thời tăng cường các thể chế để củng cố lòng tin trong khu vực Đô đốc Mỹ ủng hộ chống Trung Quốc tại Biển Đông Đô đốc Michel Hogwarts, phó tư lệnh tác chiến của Hải quân Mỹ, nói trong một cuộc phỏng vấn ngày 19 tháng 5 rằng Tôi nghĩ bây giờ đã đến lúc Trung Quốc nói việc cải tạo đất nghĩa là gì. Theo quan điểm của tôi, chẳng ai nói họ đang xây khu nghỉ dưỡng ở đó cả. Vì vậy, ai đó cần giải thích họ đang dựng cái gì ở đó. Bà Hogwarts cũng cho hay Mỹ sẽ sát cánh cùng các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN nếu 10 nước thành viên quyết định phối hợp cùng nhau để chống lại Trung Quốc. Bà Hồ Quốc nói, nếu các nước ASEAN muốn đoàn kết và làm điều gì đó để thể hiện mục đích chung của họ, chúng tôi sẽ ủng hộ điều đó. Các bộ ngoại giao và bộ quốc phòng Trung Quốc chưa có bình luận về tuyên bố của đô đốc Hồ Quốc. Theo ước tính của Mỹ, Trung Quốc năm nay bồi đắp thêm hơn 800 hecta đối với các bãi đá mà nước này chiếm giữ trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam washington đang cân nhắc triển khai máy bay hoặc tàu quân sự đến gần các khu vực này một động thái bắc kinh bày tỏ quan ngại sâu sắc mỹ tuyên bố không đứng về bên nào trong tranh chấp lãnh thổ ở biển đông nhưng có lợi ích trong việc duy trì tự do đi lại ở khu vực